không ăn này. Thế thôi, thế Đi thôi cứ lấy cho máu nó sẽ lấy máu bình thường. đi 3 giờ kinh nghiệm. Bảo đấy nó làm phát là 450. Cái gì 450 lấy máu. Nhá. Lấy của mày á? Về nhà có tỉnh bơ, bà Nhung còn cho phán. Hôm nọ đã vừa người đã thấy mình đã bị ngày nhiều người lấy máu này không? Phải đi phát là 400 nữa. Người rất bình thường. Về đà đà về đà. Hôm nay là xét nghiệm lâu ấy. Bệnh viện sẽ lấy máu đấy mà. Không đỡ thế nào nhưng ở ừ, hiến hiến máu thì chắc chắn là mình phải như thế nào thì nó phải xét nghiệm ra tổng thể nó mới cho hiến máu. Ừ, đúng rồi nhỉ, chứ còn ví dụ mình bị ung thư làm sao mà không là sợ được viêm gan A B C không được, người lấy máu đều phải xét nghiệm khác gì về những người nào xét nghiệm mà nó phải là xét nghiệm rất là kỹ đúng không nhỉ, chứ không phải xét nghiệm người ta lấy máu người ta xét nghiệm cực kỳ chuẩn luôn. Thì bạn nhá, hôm qua để cho để cho hôm nay mà chỉ có viêm gan đến mặt không là được luôn. Đây này, phụ nữ nha, đến ngày phụ hiến có xét nghiệm không ra hết. Cái thằng em có biết nhưng nào mà trường với con bé nhà nó nằm cạnh giường em ấy. Chắc là nó bị trầm cảm, chị nghĩ là nó bị trầm cảm. Em tôi thấy thì nó mới xíu ra cái gì vậy, rồi là cái nào bố cô giáo luôn mà. Tức là hai bố mẹ bỏ nhau.